này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với cửa hàng chúng em. Ngày hôm nay chúng em có một món sinh tố rất đặc biệt. Đây là món sở thích của em. Ai có thể đoán ra được đây là loại sinh tố gì thì các bạn nhớ comment xuống phía dưới nha. Không biết có bạn nào thích uống sinh tố giống tôi không? Chứ ngày hôm nay tôi sẽ mở một quán đồ sinh tố nha mọi người. Chúng ta sẽ có sinh tố gì? Sinh tố dâu nè, sinh tố sô-cô-la. Sô-cô-la có sinh tố không ta? Không biết nữa, đừng bắt kể. Ngày hôm nay tôi sẽ mở cửa hàng sinh tố nha mọi người. Và trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên cho video cảm ơn để được 2.000 like nha. Các bạn có 3 giây để bấm like nè. 3, 2, 1. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Và cả mọi người sẽ bật mí món sinh tố đó là gì? Đó chính là sinh tố mơ. Trời ơi, trong tất cả các loại sinh tố, trong tất cả các loại sinh tố trên thế giới này, tôi thích nhất là mơ. Mơ là số 1, number 1. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go. Và đây chính là cửa hàng sinh tố của em đó. Cửa hàng sinh tố của em thì nó có mơ có 3 cái ở đằng trên. Thì không biết là em cũng chưa biết là em sẽ bán loại gì. Nếu mà không biết là các bạn có thích uống sinh tố loại nào không thì các bạn đừng quên comment xuống phía dưới cho em biết nha. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng đi lấy cốc nào để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những loại, chúng ta sẽ có những loại sinh tố rồi nha. Rồi đầu tiên là lấy cốc lại. Ủa em lấy cốc rồi, chúng ta phải lấy cái băng tải đã. Nếu không lấy băng tải thì làm sao mà làm được món đấy. Rồi tiếp theo này, lấy một cốc này, xong đó sau đó thêm cốc đó. Rồi sau đó bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Ui trời ơi, cho đá, đầu tiên là phải cho đá vào này. Tiếp theo, bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho hoa quả. Từ từ, tôi sẽ ở đây nhìn được, tôi thấy có dâu này, việt quất này, mấy cả cái nơ. Tại sao lại cho cái nơ vào? Tại sao lại cho cái nơ vào? Là sao? Rồi chúng ta xay, sau khi xay thì chúng ta thêm cái ống hút và chúng ta sẽ có được một cái cốc sinh tố quái vật nha mọi người. Chứ tôi nhìn tôi giống sinh tố quái vật của mọi người. Không có giống sinh tố dâu, chứ là sinh tố berry. Tôi biết là berry nhưng mà thực sự nhìn nó không giống chút nào hết trơn á. Alo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem bán này. Bây giờ chúng ta chọn lựa một vị khách. Vị khách này sáu muối quá không thích. Ê, đằng kia bên này có một chị gái xinh gái này. Chị gái xinh gái này kiểu giàu có, chắc chắn là sẽ cho chúng ta nhiều sèn này. Đó. Trời ơi, người ta không thích mọi người, người ta không lấy. Thôi tôi bán cho anh trai này thì tôi được 7 đô. Được 7 đô đó mọi người, nói chung là cũng nhiều cũng được đi. Vậy đó. À, với 7 đô này thì tôi có thể thuê nhân công một đời. Ok. Tiếp theo là bây giờ tôi sẽ lấy cốc. Ấy sao tôi khổ quá vậy? Thật sự luôn, lần lúc nào cũng thế luôn đó mọi người. Lần nào cũng kiểu lần đầu mở quán đó mọi người, bao giờ nó cũng vất vả mấy cái chu trình này. Thật sự luôn. Mấy cái chu trình này vất vả vô cùng. Vất vả vô cùng. Bây giờ tôi phải bán được 2 cốc. Ít nhất là 2 cốc nha. 2 cốc thì mới được có nhiều sèn mọi người ạ. Ok. Rồi, trời ơi, làm từng cốc một cái này lâu quá mọi người ơi. Có thể là thuê nhân công nhanh nhanh được không? Có cách nào nó nhanh nhanh lên một xíu được không? Mình nhanh lên một xíu được không ạ? Lâu quá, tự động bán là 399 à? Thôi đắt lắm mọi người ơi, đắt lắm, nghèo lắm. Từ từ để tôi kiếm anh nào, anh này là giống Chiron này. Anh này, ui, anh này giống Chiron ngày xưa nè. Giống hệt luôn, anh Chiron ngày xưa cho em nhiều sàng xíu không ạ? 15 đô, 7 cả. Tính ra là được hơn, lên được một xíu nha. Thuê nhân công 15 không đủ ạ. Ok không sao, nhưng mà ít nhất là Camui đã thuê được 2 nhân công rồi. Yeah. Chứ còn lúc nãy còn không có nhân công nào luôn đấy mọi người. Tôi khổ lắm. Ây da, cái này là Camui nghĩ là Camui sẽ bán được 3 cốc liền. 15 tức là 7 đô rưỡi một cốc nếu Camui không nhầm. Để xem đã, nhưng mà bây giờ Camui phải hoàn thành 3 cái cốc đã. Có cách nào mà nhanh lên một xíu được không? Trời ơi. Nếu tôi không nhớ không nhầm thì ở đây có một cái người ta được gọi là tip đó mọi người. Tức là nếu mà tôi bán thì tôi sẽ may mắn. Đó, nếu mà tôi may mắn tôi sẽ được tip. Đúng, chính xác, chắc chắn là tôi sẽ được tip luôn. Chắc chắn tôi sẽ được tip. Bây giờ tôi sẽ bán cho anh trai này đó. Anh trai này nhìn nhà giàu này. Chị gái này không. Chỉ có anh trai này nhà giàu thôi mọi người ạ. Nên là tôi sẽ bán cho anh trai này. Hy vọng là cho em tip đi ạ. Cho em tip đi ạ. Không thích lên là không mua đúng không? Không thích lên không mua và biến mất luôn trời ơi. Thôi chị gái ơi, mà chị mua giúp em đi ạ. Em chỉ có 3 cốc thôi. 22 đô từ 22 mà chia 3 được 7 đô. Nó được có 7 đô, nói chung là khoảng đấy á mọi người. Thế là nhân công thứ 2, nhân công thứ 3 tôi thuê được rồi này. Còn 20 đô nữa. Bao giờ? Anh trai ơi,
Em thuê anh về không phải để anh ngủ anh ơi, dạy dạy cho em anh ơi. Anh làm việc như vậy là hỏng em rồi. Em làm việc cửa hàng em khó khăn vất vả mà anh làm vậy. Thuê bộ khởi động là, nói chung là bộ khởi động là một cái bộ là người lấy cốc này á mọi người. Thì nếu mà có người lấy cốc này, chị ơi dạy chị ơi, sao mà ngủ nhiều vậy? Anh nhân công, thuê nhân công mà để ngủ là sao? Không có chấp nhận được nha, em là em không chấp nhận thật sự luôn ý. Rồi 20 đô, bây giờ 20 đô nữa, tức là thêm tầm có bây giờ có 14 đô. Nếu mà thêm được thêm một cốc nữa, thêm một cốc nữa là Camu có thể thuê nhân công này, là Camu cỡ chạy chu trình, Camu không cần phải làm này nữa này. Thì Camu chỉ cần lấy cốc xong rồi đem bán thôi, vừa làm nhân viên. Ê, vừa là nhân viên bán hàng, vừa là nhân viên pha chế, là bây giờ tôi chỉ cần bán hàng. Ồ ok, bây giờ tôi chỉ cần sẽ bán hàng. 2 đô này bây giờ bán bừa đi, khỏi chọn đi. Khỏi chọn đi ạ. Không mua không thích. Trời ơi, bây giờ người ta còn từ chối mua nữa. 15 đô ở 2 cốc đó mọi người. Thì người ta còn từ chối mua của tôi nữa. Đừng từ chối mà các anh ơi, em làm việc vất vả lắm. Ok, bây giờ Camu chỉ cần thêm cốc thôi. Thêm cốc là Camu có thể có sẵn cốc để kiểu có sẵn sinh tố để bán rồi đó. Nhưng mà thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao sinh tố này dâu tây này, xong rồi cho Việt quất, xong rồi thêm cái nơ để làm gì trời. Dạy anh ơi, dạy làm việc đi anh ơi. Đừng có ngủ, đừng ngủ mà. 50 đô cho người ấy. Tức là không, Camu chỉ cần chính xác hơn là 100. Ê, có kẻ địch, có kẻ địch, có gọi là gì, có người đối thủ, có đối thủ cạnh tranh vừa qua Camu các bạn ơi. Có đối thủ cạnh tranh vừa qua luôn. Từ từ, nếu mà thế được để tôi qua thử cái đối thủ cạnh tranh coi. Từ từ nha. Phải đi qua đối thủ cạnh tranh xem là người ta làm việc như nào đã. Ok, bán được 8 cốc, 9 cốc, 10 cốc luôn. Một phát bán được 10 cốc thì Camu sẽ có 70 đô liền luôn. Ở khoan, bán được 10 cốc thì Camu sẽ biết chính xác là nếu mà mua bán 1 cốc sẽ được bao nhiêu. Tại vì lúc nãy, lúc thì 7.5, lúc thì 7.5. Từ từ, tôi lựa. Thôi khỏi lựa đi, người ta lựa mình mà, mình có đâu bán được đâu. 75 đô. À đúng rồi, 7 đô rưỡi một cốc mọi người ạ. Không sai. Ok, Camu có thể thuê người lấy cốc này đó. Rồi ok. Là bây giờ Camu sẽ không phải lấy cốc nữa, người ta sẽ tự làm. Còn bây giờ, từ tôi phải đánh thức ông này dậy đã, xong rồi mới đi qua đối thủ được mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng đi qua đối thủ nghe. Ôi đối thủ có tầng 2 rồi, không ổn rồi. Quán này không cạnh tranh được rồi, khó nha. Ủa, đối thủ áo rồi. Ủa, đối thủ áo rồi, ok. Không, đối thủ khác, đây là một đối thủ khác này. Đối thủ khác này, đối thủ này có tầng không ạ? Đối thủ này có tầng chưa ta? Wow, chưa có tầng nhưng mà ở đằng trong này có nhiều lắm mọi người ơi, có rất nhiều luôn. Từ từ lên trên tầng coi. Ê, tôi cũng muốn có một quán. Trời ơi, sao người ta có nhiều vị thế, tôi mới có một vị thôi mọi người ơi. Này làm sao mà cạnh tranh được, cạnh tranh kiểu gì. Từ từ, bây giờ chắc chắn là có nhân viên ngủ này, biết ngay mà. Không về nhà cái là ngủ hết lượt thôi. Dậy nào, dậy nào mọi người ơi, dậy thôi, bán hàng thôi, làm việc thôi. 50 đồng cho quản lý. Và bây giờ tôi có 34 đồng. Khoan, nếu mà bây giờ tôi bán là chắc đủ đó. Đủ 50 đồng là nói chung là một cái dây chuyền này tôi bán đủ này. Ê cái người anh này giàu đúng không? Anh mua đi. Anh ấy không thích mua. Ồ, một người nông dân nhìn hơi đáng sợ, nhưng mà chắc là sẽ cho tôi tip ha. Cũng không luôn. Bạn gái xinh đẹp, bạn đúng sinh tớ không? Mình biết là bạn sẽ hướng mà. Trời ơi, bạn có tiếp cho mình. Mình thấy không, mấy những chị xinh đẹp, bây giờ tôi chỉ chọn những chị gái xinh đẹp tôi bán thôi. Bây giờ tôi không bán cho người bình thường nữa. Bán người bình thường không được cái đồng nào. Đây, thêm người quản lý, yes. Đấy, ngủ là ngủ thế nào, dậy hết cho tôi ạ. Rồi, ok. Thuê nhà nghiên cứu trái cây luôn. Đấy, có nhà nghiên cứu trái cây nghe nó rất là oách nha. Rồi, bây giờ việc của tôi chỉ việc bán hàng thôi. Nhưng mà làm ơn đừng để tôi thấy cái mũi tên này nữa được không? Tôi không muốn lấy cái mũi tên này nữa. Sao thấy hoài ta? Đâu, chị gái xinh đẹp, đây, chị gái này cũng xinh đẹp này. Đó, chị gái xinh đẹp lấy lúc nãy là từ chối mua của tôi là 67 đồng. Wow, nhiều dữ vậy. Ê, nhiều nha, ê, thật sự là nhiều đó. Ok, bây giờ mua một phần mở rộng. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với băng tải là 110, không đủ. Wow, sao 111 rồi? À, anh trai nghiên cứu, cảm ơn anh trai nghiên cứu nha. Ok, bây giờ tôi sẽ thuê băng tải. Và bây giờ thì tôi phải lấy cốc. Tôi phải từ lấy cốc từ rất là xa. Từ tôi sẽ lấy tốc độ nhanh để tôi chạy nhanh hơn đã. Ít nhất là tôi phải chạy nhanh hơn. Rồi ok, tôi đã có chạy nhanh hơn này. Tiếp theo tôi sẽ tải lại sinh tố nhanh hơn. Nói chung là chúng ta sẽ có cái sinh tố, người ta sẽ được làm nhanh hơn á. Không, tôi sẽ mua tiền đi. Tôi sẽ sử dụng 100 200 Robux được 100k.
là 129 được 50k, tôi sẽ chọn 100 này, tại vì nhìn cảm nhận nó lãi hơn, thật sự nó lãi hơn mà các bạn. Nhưng mà 249 được 250 lận, nó nhiều hơn nhiều, nhưng mà 300 nó được tận 500.000 lận. Nên chọn cái nào đây, nên chọn cái nào đây, từ từ vào shop, vào shop, vào shop, vào shop. Lãi này, cái này là được giảm giá, cái này làm cho bạn một tấn tiền, không thèm, không thèm. Nên là tôi nghĩ là tiền mua 300 luôn đi, mua 500.000 luôn đi, nâng một phát lên luôn, cho nó dễ dàng đi ạ. Bây giờ mình bán từng trà sữa một, đều nó khó lắm. Nên là ok, tôi đã có 500 rồi. Trời ơi, tại sao tôi lại tiêu tiền như nước vậy? Tại sao vậy? Nhưng mà hôm sau đấy là tiền đầu tư để có một quán sinh tố tuyệt vời. Là hôm sau 300 xứng đáng. Đó, tôi đã có chạy nhanh rồi. Lúc nãy chạy chậm lì xì luôn á. Bây giờ là tôi có chạy nhanh hơn rồi nè. Rồi, bây giờ tôi sẽ thuê nhà nghiên cứu trái cây. Ô, nhà nghiên cứu lúc nãy chưa có này. Rồi, tiếp theo. Từ, bây giờ tôi đang có 499. Bây giờ tôi sẽ lấy băng tải. À, có hai băng tải lận. Rồi, băng tải bên này tôi sẽ thuê người khởi động này 500 đô lận. Gì mà đắt quá vậy? Trời ơi, thuê nhân công 75, 175, nhân công 3, nhân công 4 và thuê người quản lý. Rồi ok, bên này là chúng ta sẽ có trà sữa gì đây? Anh lấy cốc ơi, anh lấy nhanh lên giúp em ạ. Em có sẵn một cái cốc. Đây, em có sẵn một cái cốc, em quên. Đặt cốc ở đây. Rồi, chúng ta sẽ có trà sữa gì đây? Trà lời sinh tố, thêm đá này, thêm... Ủa, vẫn là dâu với cả Việt Quốc đã. À, không, lần này thuê thật... Có thơm, có dứa mọi người ơi, sinh tố dứa. Ngon, em thích. Đúng rồi, quán của em là phải có dứa. Quán của em là phải có thơm. Thật sự luôn, mui rất thích ăn dứa và kiểu ăn thơm với mọi người. Nên là được. Nói chung bây giờ nếu có thêm xoài nữa cũng ngon này. Rồi ok, bây giờ em sẽ thuê lên thuê bộ khởi động này đó. 3.000 lận, trời ơi. Rồi, 1.000. Thuê nhà quản lý, thuê nhân công. Rồi ok. Và với cái này thì chúng ta sẽ là cái gì đây ạ? Sẽ là cho đá này, cho xoài. Em vừa nói xoài. Xoài cà chua. Ủa? Xoài với cà chua hả? Xoài với cà chua, thật sự luôn hả? Từ từ xem tên coi. Cái này là tên là gì đấy ạ? Sinh tố sấm mút đỏ. Nhưng mà nó lạ quá mọi người. Thật sự luôn, nó rất là lạ luôn đấy. Nhưng mà, ủa, chị gái này không uống hả? Ủa, chị gái không uống thật sự luôn. Anh trai, một cốc phải 225 đô. Anh trai còn tiếp em thêm 112 đô thôi. Bây giờ em chuyển, em không bán cho các chị gái nữa. Em bán cho anh, các anh đẹp trai. Đặc biệt là các anh đẹp trai lại còn có một bạn thú cưng. Một bạn thú cưng rất là xinh đẹp, trời ơi. Người ta vừa giỏi giang mà người ta vừa kiểu đẹp trai, mà kiểu yêu thương thú cưng. Nói chung là anh trai là thật sự luôn là đẹp trai nhất trong tất cả các anh trai mà em từng thấy ở đây luôn. Khách hàng của em thật sự luôn quá tuyệt vời, quá xuất sắc, không còn gì có thể hơn được nữa mọi người. Nhưng mà tôi vẫn đang cần bán trà sữa mọi người, tại vì nếu mà muốn mở khu mới thì cần 200 cốc lận. Nên là bây giờ chúng ta vẫn phải bán thôi, không chạy được. Có bây giờ tôi có 486 cado sao, không cũng không làm gì được đâu mọi người ạ. À, phải có đủ, phải bán đủ 200 cốc mới được nghe. Anh này vừa đẹp trai lại vừa thương người nữa. Trời ơi, lại có một bạn búp bê như này, chắc chắn anh sẽ tip em ạ. À, thôi sao anh không tip cũng được. 480 đô cũng là một con số rất là lớn ạ. À, em cảm ơn. 38 cốc, một phát 38 cốc. Rồi bây giờ không bán cho các chị nữa, bán cho anh đẹp trai. Bây giờ tôi sẽ tìm anh đẹp trai tôi bán. À, đây đây anh đẹp trai, đây anh đẹp trai. Anh đẹp trai ơi, 285 không tip anh. Anh đi cùng bạn gái mà anh không tip. Thôi không sao hết. Nói chung là sau một hồi thì em thấy nhân công của em không ổn lắm, là em quyết định đổi người. Đầu tiên là em thuê anh Phong Cận. Phong Cận. Từ, tôi cần kiểm tra lại nhân viên Phong Cận. Ủa, nhân viên Phong Cận. Trời ơi, anh mí miệng gãy chân lên sao mà để cắp bíp ba ra phải đẩy anh như thế này. Trời ơi, khổ thật anh trai. À Phong, em ơi, em ổn không em? Trời ơi, tại sao em lại để cắp bíp ba ra phải đẩy em thế? Alo, em ổn thật sự không vậy? Chân em có làm sao không? Em cần đi bệnh viện không? Phong nói với tôi là Phong không sao mọi người ạ. Nên là thôi, mình cứ thuê em ấy thôi. Trời ơi, Phong mà nghe đến mức phải như thế này luôn nè. Trời, sao thấy khổ quá vậy? Sam nè. Hello Sam. Trời ơi, em tôi cũng là nhân viên ổ cai. Ủa, chị có thuê, mình có thuê cai thôi ta. Mà vấn đề là ở chỗ là tại sao cai lại cởi trần vậy cai? Ôi, khoan, cai cởi trần. Bên này là cai cởi trần, còn bên này là cai mặc áo là sao? Nhưng mà sao nhìn cai bên này... thì ra đây là cai về già, đây là cai lúc trẻ này mọi người, còn đây là cai lúc về già. Trời ơi, còn thiếu em gái simi của tôi thôi đó. Không, simi nhà giàu mà, simi không đi làm đâu. Simi giàu nhắm hơn, simi không cần làm đâu mọi người. Chị gái xinh đẹp không? Tôi tìm anh trai đẹp trai. Anh trai đẹp
trai mà có bạn mèo ở trên người á, anh ấy mới là người giàu. Ê! Ok, để tôi bán với cho fan của Simi coi. 240 đô không tip. Chán. Fan Simi này không có được mọi người ạ. Tôi này là tôi hơi hơi thất vọng nha. Này là hơi thất vọng nhẹ nè. Trời ơi, fan của Simi nghe phải tip nhiều hơn một xíu chứ. Này là hơi buồn xíu nha. Bây giờ là bến bán trà xoài này, trà xoài bây giờ tôi bán cho cái anh mà có cái bản pet ở trên đầu đó rồi, thôi được rồi, bán cho anh samurai này nhìn hơi ngố tàu này đi. Hạ 5.000 đô. 5.000 đô luôn hả, nhìn ghê vậy. Ok, tính ra tôi bán được nhiều giá man luôn ý trời. Nhưng mà tôi bây giờ tôi cần 200 cốc, tôi cần bán được 200 cốc để có thể mở được vùng mới. Còn ở đây mới được có ở đây tôi mới được có 99 cốc thôi, cần tận 200 cơ. tôi thấy rồi, tôi thấy cái để có thể nâng cấp đây rồi mọi người ơi. Đây rồi. Ủa? Rồi bây giờ là tôi có thể nâng cấp, gọi là thời gian làm việc nhanh hơn thì tôi có thể có được trà sữa nhanh hơn này đó. Không gian sinh tố sẽ tăng lên 500 tiền, 1.000, trời ơi 2.000, quá rẻ, 3.000 tối đa luôn đó, tôi mua tối đa luôn nha. 500 không gian mang theo này, không biết nữa, không hiểu là cái gì. Cơ hội bán, cái này là cơ hội bán tốt hơn thay vì bị từ chối. Tôi bị từ chối nhiều lắm. 50-80 rẻ, cái này là rẻ, cái này vẫn rẻ, ok tối đa rồi. Bây giờ tôi chỉ còn cái 20.000 tiền này làm việc nhanh hơn, tức là các mô có thể làm được trà sữa nhanh hơn. Nếu mà làm được trà sữa nhanh hơn thì cũng ok đó, nên là 20.000 tiền, 500.000. Thôi khỏi đi, tiết kiệm được có 0.05 giây à? Không cần thiết đâu mọi người. Đó, bắt đầu làm việc nhanh hơn rồi đó. Bắt đầu làm việc nhanh hơn rồi đó. 13 cốc này. Rồi bây giờ tôi thử bán nha. Bây giờ tỷ lệ từ chối của tôi rất là thấp, nên là tôi sẽ bán cho tất cả mọi người. Ok, không từ chối. Rồi thử đến loại sinh tố thứ hai. Xem là có bị từ chối hay không nha. 720. Ok, không từ chối. Đây nè mọi người. Từ. Đâu rồi, anh trai đối thủ đâu rồi? Anh trai đối thủ đâu mất tiêu rồi. Đây, anh trai đối thủ đây. Sao anh kỳ lạ quá vậy anh? Anh xinh mà. Ủa sao bạn? Sao nhìn bạn này kỳ lạ quá vậy? Bạn ơi, bạn ổn không? Hay yêu. Mặc dù chúng ta cùng màu xanh đó, nhưng mà xanh của tôi với bạn khác nhau quá bạn ơi. Bạn ổn không vậy? Hay yêu. Chắc là ổn thôi, không sao. Ok. Kỳ lạ quá vậy trời. Ui, được bên này được 47 cốc à? 47 cốc thì bán được bao nhiêu tiền đấy trời. Từ xem chị gái này xinh gái này. Để xem bán được bao nhiêu. 10.000. Tiếp 5.000. Chị gái xinh gái đẹp trai. Đây là chị gái xinh gái em. Chị gái xinh gái đẹp trai là cái gì trời. Đây là cái chị gái mà tôi thấy xinh đẹp nhất từ nãy đến giờ luôn đó mọi người. Ok. Rồi tôi lượn lờ. Ôi lượn lờ có một xíu mà đã được 26 cốc. Quá nhanh. Ê thực sự rất là nhanh luôn ấy. Ok, và bây giờ thì tôi nghĩ ok đã đủ 200 cốc rồi, bây giờ chúng ta mở khu mới. Mở khu mới thì chúng ta nâng cấp liền luôn ạ. Trời ơi, 9.000, 10.000, 11.000, 13.000. Rồi ok, vậy xong khu mới rồi đó. Ừ, xong khu mới luôn rồi đó. Ủa, từ từ để tôi xem cái khu mới là gì. Đây là sinh tố xoài, chanh và cam. À đâu, chuối, chanh và cam. Chuối chanh cam ra cái vị gì trời. Ê sao vị nó lạ quá vậy. Chuối chanh và cam. Thật sự luôn ấy, tôi không biết nó là cái vị gì luôn đâu. Từ để tôi nhặt coi. Sinh tố chuối. Nó là sinh tố chuối á mọi người. Nghe chị xinh đẹp này bán bao nhiêu. Được 3.000 không tip thôi sao. Nhưng mà tip nó chỉ là hên xui may rủi thôi mọi người. Thôi và chúng ta mới muốn mở khung mới. Ê thôi người sinh tố này, những cái người này sẽ có cho chúng ta kiểu tự động á, tự động tăng tiền ấy, nên là cũng khá là ok đó mọi người. Rồi tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm sinh tố chuối. Ở đây, bên này người ta nghiên cứu này chuối hẳn hoi nha. Nghiên cứu chuối cân đo đong đếm từng ly từng tí một, trời ơi. Rồi, bên này thì còn dễ hiểu. Xoài với táo, cái này không phải cà chua nha, cái này là táo nha, tôi nhìn nhầm nha mọi người. Rồi, thôi bây giờ là Camu sẽ chờ dậy, trời ơi ngủ gì mà ngủ một lúc luôn nhỉ. Thì ngủ một lúc luôn vậy trời. Rồi bây giờ là tôi sẽ chờ để có thể mua được tầng 2. Tầng 2 tôi vẫn chưa mua được mọi người ạ. 250 cốc. Thấy ông có tiền có money mà không nâng cấp được tức ra. Tôi mua tiền chi vậy hả? Đằng nào cũng phải lên từ từ luôn đó trời. Ok,
nay sau một hồi thì tôi đã đủ 250 cốc rồi các bạn à. Nên là bây giờ tôi sẽ thuê Taylor Swift thì đây. Rồi, lên tầng 2 thôi. Lên tầng 2, ê tôi không biết là băng tải 300 nghìn. Cái băng tải tận 300 nghìn luôn. Cái gì vậy má ơi? Cái gì vậy? Băng tải 300 nghìn là hết rồi còn gì nữa. Thôi, ok, thôi người khởi động là 50 nè. 15, 17, 20. Còn không đủ. Trời ơi, không đủ để nâng cấp cái băng tải này mọi người ạ. Nhưng mà từ từ tôi xem cái băng tải này là vị gì đã. Sô-cô-la đúng không ạ? Quên, tôi thiếu nhân công mọi người ạ. Nên là phải làm thôi. Ok, và với nhà sinh tố này thì chúng ta sẽ có... Là đây là sinh tố gì đây? Từ từ, tôi nhận thử coi đã. Đây là sô-cô-la. À, sô-cô-la là cái... Sô-cô-la là cái gì? Sô-cô-la thôi chứ. Đó, thì tôi sẽ bán cho một anh trai, chị gái. Để tôi xem nào. Chị gái lại xinh nè. Chị gái xinh không thấy mặt nhưng mà thôi sao. Chị hiệu ứng chắc là nhà giàu đó. Thì chị sẽ mua 3.000. Ủa? Nó có mua không? Nó có mua không ta? Hình như là có đúng không? Chưa gì, ở bên này đã 50 cốc rồi. Thấy chưa các bạn? Đấy là kiểu gọi là gì? Đã có đầu tư. Có đầu tư nó khác. Cái xưa kiểu sinh tố nó rất là nhanh luôn á. Ok, bây giờ đến sinh tố chuối. Sinh tố chuối này bạn chắc chắn là đắt khách. Nên là tôi sẽ chọn anh trai này. Ui ôi, anh trai này có tận 2 con búp bê ở bên cạnh. Chắc chắn là nhà giàu. Nhà giàu chắc chắn là sẽ tiếp. Có tiếp không ạ? 35.000. 35.000 cho đúng xê sinh tố thì sao? Quá là xịn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp được rồi. Nâng cấp... Ôi trời ơi! Trời ơi, dạy hết cho em, dạy hết cho tôi, trời. Ok, thuê nhân công này, thuê người quản lý. Ok, xong cái băng chuyền này rồi nha mọi người. Thì từ nãy giờ là nhân công gọi là của tôi là đi ngủ hết đấy mọi người. Trời đất ơi, cứu tôi. Thuê người thử này thì thêm sau đây. Bây giờ tôi sẽ bán cái này. Bốn cái này chúng ta sẽ bán được bao nhiêu tiền ạ? Chúng ta sẽ bán được... Sao biến mất luôn rồi? Người ta còn chưa kịp xem là bao nhiêu tiền mà đã mất rồi là sao vậy? Sao mà ấy, anh giàu có. Trời ơi, anh giàu có lại phải để dành. Anh giàu có này kiểu anh ấy tiếp với mọi người phải để dành đến lúc là mình có cái cốc xịn á. Nhưng mà chà, tiếc quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến chị gái xinh đẹp này. Chị gái xinh đẹp này có tiếp. Ôi trời ơi, chị ý tiếp 50% luôn nha mấy nế ơi. Người giàu, người có tiền nó khác đó mọi người. Đây, 20 cốc sô-cô-la. Ok, và chúng ta sẽ tiếp chị gái này. Chị gái này lúc nãy cũng tiếp để tiếp nhiều này. 45.000 cho 20 cốc. Trời ơi, tức là một cốc sẽ phải vào khoảng 22.000. Xịn. Ok, Camu sẽ thuê thêm người thử sinh tố. Người thử sinh tố này thì nói chung là tương đối thôi. Ok, bây giờ Camu sẽ bán 10 cái này. Ê, bán 10 cái này là Camu có thể mua được cái người thử sinh tố thứ hai rồi. Đây, 100. Tôi vừa thấy một cái nhà nghiên cứu 250.000 nữa. Sao đắt quá vậy? Trời ơi, và bây giờ muốn nâng cấp tiếp theo thì cần 500 cốc mới nâng cấp được tiếp. Ok, rất ok, tôi làm được. Tôi đã bán được gần 1.000 cốc và hiện tại tôi đang có 500.000. Thuê nhà nghiên cứu này 250.000 nhưng không, tôi quyết định tôi mở khu mới. Tôi biết ngay mà một cái băng tải của nó là 300.000 rồi. Bây giờ thuê, trời ơi, thuê người. Tôi bị sốc quá mọi người, cái gì vậy? Thuê nhân công 1 này, thuê nhân công 2 là không đủ luôn rồi đó. Ok, bây giờ tôi phải tự đi lấy thêm cốc. Tôi thêm cốc để tôi muốn xem cái băng chuyền này. Tôi muốn xem cái băng chuyền này là tôi làm cái sinh tố gì. Đây là tôi phải từ từ để xem nào. Đây là táo, kiwi và sô-cô-la. Ủa, nãy là sô-cô-la rồi mà. Thế thì chắc chắn đây sẽ là táo hoặc kiwi. Thì đây sẽ là táo, đúng không? Đây sẽ là sinh tố táo. Kiwi. Có hai sự lựa chọn giữa táo và kiwi. Tôi chọn táo và tôi sai. Trời ơi. Và một cốc này tôi sẽ bán được bao nhiêu? 15.000 đô. Trời ơi, lúc nãy một cốc này nó được có một xíu thôi. Nhưng mà một cốc kia nó được 15.000 đô cho một cốc. Eo ơi. Ok, nâng cấp thôi. Ủa? Sao tự nhiên ở đây có một... Sao có một người có tên, người ta có tên đàng hoàng này, người ta phụ tôi mọi người ạ. Bạn này đang làm phụ tôi luôn. Tôi chưa thuê nhân công thứ hai mọi người thấy không? Tôi chưa thuê nhân công thứ hai nhưng mà bạn ấy phụ tôi. Trời ơi, ai mà xinh gái đáng yêu xuất sắc quá vậy? Ai vậy? Trời ơi, đáng yêu nha. Oh my god. Ê, bạn ơi, bạn tên gì vậy? Để tôi xem bạn có chat không.
bạn ý cũng là cũng có nhà này nhưng mà bạn ý không có chat không? Bạn ý là tên là no gì đó, không biết nữa nhưng bạn không đẹp trai xinh gái quá, xuất sắc nha. Rồi, chúng ta đã nâng cấp hơn, nói chung là đủ đầy đủ tiền cũng được 1.7 tỷ. À đâu nhầm, 1.7 triệu chứ nhầm. Thế đúng là 1.7 tỷ, trời ơi. Ok, chúng ta mua phần mới và băng tải của chúng ta là 1M. Tôi biết mà, nó không có rẻ như tôi nghĩ đâu. Nhân công gì đấy, nhân công cái gì đấy, cái gì đấy là tôi thuê được một nhân công. Lại tôi lại tiếp tục thuê được một nhân công duy nhất. Ok, không sao hết, bây giờ thêm cốc nè. Rồi, bây giờ thêm cốc nè. Rồi, tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đến với sinh tố gì đây ạ? Tôi cũng khá là thắc mắc sinh tố này. Sinh tố này gồm xoài, dâu và việt quất. Xoài, dâu và việt quất. Chúng ta đã có xoài chưa ta? Chúng ta chưa có sinh tố xoài. Sinh tố cầu vòng luôn hả? Oh my god! Ghê ở đỉnh nhớ. Ê, cái sinh tố này tôi không biết. Từ, để tôi bán một cái sinh tố. Được xem được bao nhiêu sàng đấy nha. Rồi ok, tôi sẽ bán cho anh này đã cute đáng yêu này. Bao nhiêu ạ? 45.000 thêm tiếp 22.000 nữa. Yêu ơi, đẹp trai xuất sắc. Đấy, cứ những người nào mà đội cái mũ Mickey ấy mọi người, là không thể nào mà xấu trai, không bao giờ xấu trai được nha mọi người đó. Thì một cái này là tôi được khoảng, nếu mà thêm cả tip là 60.000 một cốc. Trời ơi, trong mấy cái kia cũng được 7 đô. Các bạn nhớ không? Cái cốc sinh tối đầu tiên tôi bán được có 7 đô thôi. Rồi bây giờ tôi được tận 45.000 một cốc sinh tố. Làm giàu nó phải khác, nâng cấp nó phải khác mọi người ạ. Nâng cấp nó khác lắm. Nó bị khác đi mọi người. Đó. Rồi bây giờ thì Camo sẽ tiếp tục cố gắng để nâng cấp, để mở rộng thêm nha. Từ tôi xem nào. Hình như đây còn lên tầng được không ta? Hình như là hết rồi. Ê, hình như đây là hết rồi sao mọi người? Dạ anh ơi. Nói chung là tôi sẽ cố gắng nâng cấp cái này. Đó, rồi sau đó thì tôi sẽ nâng cấp nốt cái băng chuyền này là tôi có thể hoàn thành cái cửa hàng này rồi nha mọi người. Được. Xin chào mọi người, và quán của tôi đã đầy đủ rồi. Thì đầu tiên là ở đây là chúng ta có cốc sinh tố nào ạ? Đầu tiên sinh tố màu hồng là sinh tố berry. Sinh tố tiếp theo đó chính là sinh tố dứa. Đã, thật ra cái này đáng nghe nó phải màu vàng nha, để màu cam là không đúng rồi đó. Mà thôi còn tạm chấp nhận, tại vì nó là sinh tố dứa với tôi thì thế nào cũng được. Tiếp theo chúng ta đến với sinh tố smoothie đỏ. Thật ra cái này nó là xoài với cả dâu tây thì phải đó. Ok, đây tiếp theo là sinh tố này thì chắc chắn là ai cũng biết rồi, đó chính là sinh tố chuối. Tiếp theo lên trên tầng thì chúng ta có sinh tố sô cô la. Trẻ ơi, nói chung là sô cô la cũng là top số 1, số 2 trong lòng của tôi đó. Tiếp theo đây, kiwi màu xanh lá. Cái gì có thể thiếu chứ, làm sao có thể thiếu được màu xanh lá được đúng không? Đó. Trời ơi, bán có xíu thôi mà đã được 4 triệu rồi. Bán có xíu thôi và cái thứ mà tôi thấy tuyệt vời nhất, thứ gọi là xuất sắc nhất trong lòng tôi đó chính là sinh tố gì ạ? À? Sinh tố cầu vồng. Và bây giờ tôi đã có 100 ly rồi. Với 100 ly này tôi sẽ bán được bao nhiêu sàng đây ạ? À? Chờ xíu nha, tôi sẽ lựa một người nào đó cũng kia kiểu mặc trang phục rainbow đồ đó. Nói chung là chị gái này thì nhìn rainbow từ đó giờ rồi. Nè, em sẽ bán cho chị gái này. Rồi, và chị gái này sẽ cho em được 4 triệu. Bán 100 ly được 4 triệu rưỡi. Ôi mẹ ơi, giàu có, cảm giác giàu có là đây chứ đâu. Ok, và tôi đã hoàn thành xong cửa hàng sinh tố rồi. Không biết là các bạn thích nhất sinh tố vị gì trong cái cửa hàng của Camu thì các bạn đừng quên comment xuống bên dưới cho biết nha. Và cũng đừng quên cho video Camu để được 2.000 like nữa. Các bạn có 3 giây để bấm like nè. 3, 2, 1. Ok, và video của mình đến là kết thúc rồi. Tiếp theo các bạn muốn Camu mở cửa hàng gì, đừng quên comment nha. Yêu các bạn rất là nhiều. Bye bye. Cà rốt chín sao? Đi thôi. Cùng hữu không có tư tưởng muốn rơi tình nhau mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp từ ngày bắn phá.